trứng thành giảm cân thành công, Trường Giang làm theo nhưng không ngờ nhìn lại thảm thế này. Trứng thành giảm cân xong nhìn đẹp xuất sắc, không ngờ Trường Giang lại thê thảm như thế này. Thời gian gần đây, Trứng Thành gây chú ý với thân hình mignon sau giảm cân. Mới đây anh chia sẻ rằng từng giảm 15kg trong 2 tháng. Có thể thấy một khi đã có mục tiêu thì nam danh hài rất quyết tâm thực hiện. Từ mặt nọng, Trứng Thành thon gọn hơn hẳn. Thêm chút son phấn nữa thì long lanh như trai Hàn Quốc. Trường Giang cũng có lúc mẫm mỉm, gương mặt tròn xoe đáng yêu. Thân hình của nam danh hài cũng núng nính. Tuy nhiên thời gian gần đây anh đang chạy show rất nhiều nên nhìn gầy ruột và đen thui. Có thể thấy Trường Giang xuống sắc hơn hẳn. Hình ảnh so sánh đã nói lên tất cả. Từ lúc có tin đồn chia tay với Nhã Phương đã được hơn một tháng, khán giả vẫn chưa thấy ảnh chụp chung của cả hai. Nhìn danh hài xứ Quảng thế này, fan tỏ ra rất xót xa. Nhìn Trường Giang đen đi rất nhiều. Gương mặt không được căng mịn, nhìn nhiều nếp nhăn hơn xưa. Có lẽ nam danh hài nên cân đối lại lịch làm việc và nghỉ ngơi của mình. Nhã Phương nhìn thấy thế này chắc hẳn cũng rất xót xa. Lâm Khánh Chi, cơ thể tôi hoàn hảo 100%, nhiều cô gái chuẩn gặp tôi còn phải hết hồn. Cơ thể tôi hoàn hảo 100%, nhan sắc không thua kém bất kỳ người nổi tiếng nào trong showbiz. Nhiều em nhìn thấy tôi còn phải thốt lên, của chị đẹp hơn của em. Khi những bí mật trong cuốn tự truyện lột xác vẫn còn nguyên sức nóng, Lâm Khánh Chi tiếp tục gây ồn ào khi chia sẻ trong một talk show mới đây. Bên cạnh việc tiết lộ về quá khứ uẩn khuất trong mối quan hệ với đàn chị Phương Thanh, họ Lâm còn thu hút sự chú ý khi nói về cuộc sống đời thường của cô sau khi chuyển giới. Theo đó, giọng ca Nếu Em Được Lựa Chọn tự tin khẳng định hiện tại thân thể của cô đạt hoàn hảo 100%, không thua kém bất kỳ cô gái nào. Thậm chí mỹ nhân chuyển giới cũng không ngại đặt nhan sắc của mình lên trên nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz. Những người chuyển giới bây giờ, nếu có tiền, chọn bệnh viện lớn có uy tín, biết cách làm thì cực kỳ đẹp. Tôi dám tuyên bố, người chuyển giới đẹp không thua kém bất kỳ một người phụ nữ bình thường nào. Bây giờ tất cả mọi thứ tôi đều hoàn hảo 100%. Nhan sắc của tôi không thua kém bất cứ một đối thủ nào nổi tiếng trong showbiz, Lâm Khánh Chi khẳng định. Khẳng định cơ thể hoàn hảo 100%, nữ ca sĩ Em Chỉ Là Một Cô Gái đưa lập luận minh chứng cho lời nói. Bên cạnh những nhận xét tự tin về vẻ ngoài, Lâm Khánh Chi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi chia sẻ về những lời nhận xét của các cô gái từng tận mắt nhìn thấy thân thể của cô khi đi tắm trắng. Khi tôi bước ra đường, rất có nhiều người xin chụp hình, tôi phải xinh đẹp người ta mới chụp hình với chứ. Vì có rất nhiều ca sĩ ra đường mà đâu có ai xin chụp cùng, vừa chụp hình người ta lại vừa khen, sao ở ngoài đời chị đẹp hơn trên truyền hình vậy. Các chị em trong nghề bây giờ gặp tôi còn hết hồn, chứ đừng nói gì đến khán giả. Nhiều em làm trong thẩm mỹ viện massage mà tôi lui tới chăm sóc sắc đẹp, nhìn thấy hết từ trên xuống dưới của tôi đều phải thốt lên, em không ngờ chị chuyển giới mà đẹp đến vậy, cơ thể chị đẹp hơn của em nữa. Như vậy nếu tôi nói xạo thì mấy em đó sẽ cười, đó là một thành công của tôi ở hiện tại, Lâm Khánh Chi kể. Lâm Khánh Chi, cơ thể tôi hoàn hảo 100%, nhiều người ngưỡng mộ khi nhìn thấy tôi từ trên xuống dưới. Tự tin về nhan sắc ở hiện tại, Lâm Khánh Chi khẳng định, nếu lựa chọn lại cô vẫn không hối hận khi đã chuyển đổi giới tính thành con gái. Lâm Khánh Chi ngày xưa rất đẹp trai, là hoàng tử trên sân khấu, nhưng ai đâu hiểu bên trong thế nào. Trong giới showbiz có rất nhiều người như vậy, nhiều người giới tính như tôi nhưng vẫn làm con trai, vẫn lấy vợ có con như bình thường, nhưng tôi lại có lựa chọn cho riêng mình. Chính vì nặng tình, khổ về tình yêu quá nhiều nên tôi quyết định chuyển giới thành con gái. Tôi nghĩ phải sống thật với chính mình thì mới có được tình yêu thật sự. Tôi đã ấp ủ ước mơ được làm con gái từ nhỏ. Bắt đầu từ năm 2005, tôi đã có ý định chuyển giới làm con gái thật sự. Khi mới chuyển giới, cơ thể tôi vẫn cứng, chưa uyển chuyển. Nhưng sau vài năm, bây giờ tôi đẹp lắm, cơ thể chuẩn 100%. Nếu cho lựa chọn lại, tôi vẫn quyết định làm con gái, Lâm Khánh Chi cho hay. Lâm Khánh Chi sinh năm 1977. Cô từng là một nam ca sĩ trẻ năng động và có rất nhiều live show riêng. Giữa thời điểm tên tuổi đang được chú ý, chàng trai Huỳnh Phương Khánh quyết định chuyển giới để được sống với con người thật của mình khi ở tuổi 33. Trải qua nhiều cuộc đại phẫu thuật ở Thái Lan, giấc mơ trở thành phụ nữ của Lâm Khánh Chi thành hiện thực. Hiện tại cô lấy nghệ danh là Lâm Khánh Chi.
Trở về phận nữ nhi với gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn màng, ca sĩ Lâm Khánh Chi được đồng nghiệp và bạn bè gọi là công chúa như một lời khen tặng cho vẻ đẹp và nét duyên dáng. Sau hành trình dài tìm lại chính mình, Lâm Khánh Chi của thời điểm hiện tại đã hạnh phúc hơn nhiều, đã tìm thấy nửa yêu thương của mình. Người đánh cắp trái tim họ Lâm là Trần Phi Hùng, một doanh nhân người Nam Định, sinh năm 1985. Người đẹp chuyển giới cho hay, cô và bạn trai kém 8 tuổi sẽ về chung nhà vào tháng 11 tới. Anh ấy hiền lành, thật thà, ga lăng, quan tâm và lo lắng cho tôi, như vậy là quá đủ với tôi. Khi về gặp gia đình anh ấy, mọi người rất yêu thương tôi và đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi là người con gái đầu tiên anh ấy dẫn về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ nói không nghĩ tôi làm con gái đẹp đến vậy. Mẹ chồng còn bảo bà rất thương con trai, nên chỉ cần con trai hạnh phúc là bà vui lòng, Lâm Khánh Chi chia sẻ. Duy Mạnh đã xoáy Mạnh Thường Quân, hô hào ủng hộ bão lũ miền Trung, sau đó sắm xe đẹp nhà to. Duy Mạnh tiếp tục mỉa mai các Mạnh Thường Quân về việc gửi ủng hộ cho đồng bào miền Trung sau thiên tai, nhưng những món tiền không được đến tay nhân dân. Thời gian gần đây, Duy Mạnh được yêu mến trên mạng xã hội bởi thường xuyên cập nhật tin tức một cách bá đạo và cách trả lời bình luận thẳng thắn hài hước cùng người hâm mộ. Với mọi câu hỏi thắc mắc của người hâm mộ, giọng ca Kiếp Đỏ Đen đều trả lời bằng ngôn từ sâu sắc ẩn ý nhưng có chút hóm hỉnh. Trong tình hình bão số 10 đổ bộ miền Trung, nhiều người rất quan tâm về tình hình thiệt hại ở những nơi bị ảnh hưởng. Một cư dân mạng đặt câu hỏi về sự quan tâm của Duy Mạnh về vấn đề này và ngay lập tức nhận được câu trả lời một cách hài hước. Bão số 10 là một cơn bão rất to, sẽ tiến vào miền Trung, rồi sau cơn bão sẽ xuất hiện. Rất nhiều nhà từ thiện đứng lên hô hào quyên góp tiền, ủng hộ đồng bào miền Trung. Rồi sau đó, đồng bào miền Trung mỗi hộ được phát vài thùng mì gói để tạm qua cơn đói. Còn những nhà hô hào quyên góp thì sau đó sắm xe đẹp, xây nhà to. Chia sẻ tuy hài hước nhưng đầy ẩn ý của Duy Mạnh. Duy Mạnh đang ám chỉ về việc các Mạnh Thường Quân kêu gọi từ thiện được ủng hộ với những con số khủng, nhưng số tiền đó lại không về đến tay đồng bào đang chịu thiên tai. Vấn đề này từng được khá nhiều người bày tỏ sự bức xúc và tốn không ít giấy mực của báo giới. Duy Mạnh lên tiếng về mặt trái đằng sau những vụ kêu gọi ủng hộ cho đồng bào đang bị thiên tai. Trước đó, Duy Mạnh thẳng thắn trước những câu hỏi về đồng nghiệp hay những tin tức gây tranh cãi. Mới đây, anh bị cho là ẩn ý nói Tuấn Hưng nổ khi khoe siêu xe mới tậu. Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm về vụ phát ngôn của Tùng Dương về Bolero. Những bình luận của Duy Mạnh luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng. Hương Tràm bị Trường Giang đá xéo khi giải giọng Thu Phương. Thu Phương cũng nhận xét, cứ hát giọng Trầm là mọi người nghĩ giống Thu Phương nhưng không hẳn. Bán kết 2 của ca sĩ Giấu Mặt 2017 sẽ lên sóng vào tối 16 tháng 9. Các thí sinh đến từ đội của Thu Phương, Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục, Hương Tràm và Chi Dân sẽ có phần tranh tài quyết liệt. Đêm bán kết 2 cũng là dịp để các ca sĩ nổi tiếng gặp nhau trò chuyện và giao lưu với MC Trường Giang. Trong phần giao lưu trước khi bắt đầu chương trình, Hương Tràm bày tỏ tìm hạnh phúc khi được ngồi chung hàng ghế với đàn chị Thu Phương, Hồ Quỳnh Hương và Hiền Thục. Niềm vui sướng nói không hết bằng lời, nữ ca sĩ xin phép được giải giọng Thu Phương, người mà cô từng mến mộ và nghiên cứu rất kỹ giọng hát của chị ấy. Hương Tràm đã hát một đoạn trong ca khúc Trăng Dưới Chân Mình của Thu Phương. Khán giả vỗ tay không ngớt sau khi Hương Tràm kết thúc phần hóa thân của mình. Tuy nhiên, Thu Phương nhận xét, cứ hát giọng Trầm là mọi người nghĩ giống Thu Phương nhưng không hẳn. Hương Tràm lập tức bị Trường Giang đá xéo là tự tin nhưng chất giọng chưa giống với Thu Phương. Hương Tràm và Chi Dân là hai ca sĩ trẻ ngồi cùng hàng ghế với ba nữ ca sĩ nổi tiếng có thâm niên trong nghề. Chính vì vậy, Hương Tràm tỏ ra hồi hộp. Nhưng nói về tuổi tác, Hồ Quỳnh Hương cũng nhận mình tuy là lớn hơn Trường Giang nhưng nhìn qua là thấy trẻ hơn anh ấy. Bạn trai Nhã Phương liên tục bị các khách mời công kích nên chỉ biết cười trừ và đánh lạc hướng qua chuyện khác. Vài phút thư giãn đầu chương trình, MC cùng dàn khách mời đã làm cho không khí đêm thi trở nên vô cùng thoải mái để tạo một tâm lý tốt nhất cho các thí sinh thực hiện tốt phần thi của mình. Ở đêm bán kết, lần lượt các thí sinh sẽ trình diễn phần dự thi của mình theo thứ tự đã bốc thăm và song ca với huấn luyện viên trong một ca khúc tự chọn. Ở mỗi đêm bán kết, khán giả luôn chờ đợi sự xuất hiện của các ca sĩ kỳ cựu trong một liên khúc gồm những bài hát hay nhất của mỗi nghệ sĩ. Những bản hit Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Em Sẽ Không Cần Anh Đâu, La Saba Nonita và Anh Muốn Em Sống Sao của Hương Tràm, Thu Phương, Hồ Quỳnh Hương, Hiền Thục, Chi Dân lần lượt được thể hiện trong một liên khúc mở đầu chương trình rất đáng được chờ đợi.
Đêm bán kết 2 của ca sĩ giấu mặt mùa 3 sẽ được diễn ra vào tối thứ Bảy tuần này, 16 tháng 9.